Hello anh em. Bên tay trái của chúng ta là một cái dự án show house 8 tầng. Người ta gọi là cái gì nhỉ? Chỗ này người ta gọi là, nói chung là show house 8 tầng. Cái này là của BIM Group. Dự án BIM Group bán lâu rồi, 4-5 năm nay rồi. Cái này gần như là tăng giá rất ít, thậm chí là nói là không tăng giá thì đúng hơn. Bởi vì mỗi căn đây là 20 tỷ, hơn 20 tỷ thì phải. 8 tầng, nhưng mà cái quan trọng chúng ta nhìn thì mặt đây mình sẽ đi một vòng cho anh em xem. Chúng ta nhìn về mặt công năng sử dụng thực tại ấy, cái này 5 năm rồi. Hơn ấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy là người ta chưa có khai thác được. Có nghĩa là khai thác được rồi nhưng mà đất có khách ấy, nên là người ta không khai thác. Đây, cần tiền bán cắt lỗ đây, làm việc chính chủ nhưng không biết bán cái gì đâu. Cần tiền bán cắt lỗ đây. Đấy. Về vị trí thì đẹp, trước mặt là biển đấy nha. Trước mặt là biển đây. Đấy, trước mặt là biển đấy. Nhưng mà gần như là không có căn. Cả cái block này là không có. Bên này có một ít của cái gì đây, Hà Nội massage cho mấy ông tour. Mấy ông tour 8 tầng đấy, shop house 8 tầng thành building ấy. Đấy, treo coi như là khăn tóe lung tung. Như thế này thì những ông đầu tư ra vốn thì có ở đâu, đúng không? Đấy, nhiều ông không đi đầu tư là ông không đi khảo sát, ông chỉ mua cái đẹp thôi. Cái đẹp thì mang về một ngắm. Tất nhiên có trường hợp thì nó vẫn tăng giá, nhưng mà nó là 10% đến 15% thôi. Và nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta phải tính toán cái cửa rộng hơn. Thay vì chúng ta đầu tư chỉ có một cửa thì chúng ta phải nhiều cửa, đúng không? Rồi, trước mặt chúng ta là cái gì? Là cái dự án này là Harbor Bay à? Nói chung là không nhớ tên, nhưng mà mình sẽ đi một vòng để cho anh em tự cảm nhận nhé. Đấy, hôm nay thì mình đi cái thời điểm thấp điểm thôi, mùa thấp điểm, nên là anh em nhìn. Nhưng cái quan trọng chúng ta nhìn là đi vào khai thác chưa thôi, còn khách thì nó có thể bỏ qua cũng được. Đấy, gần như là chưa có cái đây có một căn này của anh hotel. Đấy, cả block này có hai căn. Đấy, Flower Homestay, mấy cả gì Paolo Villa, hai căn. Bên này có căn nữa. Mình sẽ đi bìa ngoài là bìa view biển đấy để cho anh em xem đấy. Bìa này là nhiều ông chủ nhà mua ngày xưa đắt lắm. Bây giờ thì như thế nào thì anh em tự cho lời bình. Đấy, nhiều căn không. Nếu mà để nói về cái dự án này đi vào khai thác thôi, đi vào khai thác thôi, còn khai thác được bao nhiêu chúng ta chưa nói đến chỉ số đấy nhá. Chỉ từ 10% thôi các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đẹp đấy, bán nhà, cây cối đẹp, dọn dẹp, sạch sẽ, tinh tươm, rất đẹp. Đấy, xây kiểu vòng tròn như kiểu đường đi nối này. xây kiểu long cong 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 ấy, anh em hiểu không? Đấy, cong cong trông như kiểu mê cung, khá hấp dẫn. Đấy, được cái đây nhiều biển bán nhà. Đấy, về không gian cảnh quan này đẹp, chẳng có lý gì cả, chẳng có cái gì để nói cả. Sản phẩm cũng đẹp, nhưng mỗi tội là không khai thác được thôi. Mỗi tội là khai thác không có tiền. Đây, trước mặt mình thì không biết đang xây cái gì kia. Kia anh em biết, nhìn thấy biết trước mặt bên tay trái không? À, lại xây shop house, lại quật, lại bán tiếp thôi. Đây, cái mặt biển đấy. Đấy, nhìn thấy mặt biển cho anh em này. Đây. Hôm nay may mắn là có nước để cho mà ngắm. Chứ còn ngoại hôm nó không có nước. Đây, được căn này đi vào hoạt động. Nhưng mà không biết thấy có người ở hay không. Cả dãy. Rồi, đến xem mà còn căn nào hoạt động đâu. Mình nói từ hoạt động nó còn hoạt động nó bao nhiêu thì không biết. Đây, căn thứ hai HB. Đây là Harbor Bay. Hai căn. Còn căn nào nữa? Đấy, anh em tự cảm nhận điều đó nha. Đây, còn cái căn trước mặt mình màu vàng chóe chóe thì đấy là dãy mặt biển đấy. Vẫn để nguyên thôi. Căn đấy đường thụi vào mồm. Đấy, mọi người tự cảm nhận cái chỗ này nhá. Tất nhiên thời điểm thấp điểm thì nhìn nó rất là buồn. Nhưng chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng ấy, là thấp điểm hay cao điểm thì chúng ta vẫn phải tính toán cái con số. Bởi vì chúng ta là nhà kinh doanh, chúng ta là nhà đầu tư. Chứ bây giờ các ông không cộng cái con số thấp điểm vào. Ông chỉ nhìn cái chiều thuận. Cái mùa mưa ông không tính, đúng không ạ? Mùa nắng ông chỉ tính mùa nắng thế còn mà chết à. Đây, trong này được vài căn. 1, 2 Đây, 1, 2 3 Homestay Hải Linh, 4 Harbor Bay Homestay. Đấy, 4 căn. Bên kia tay phải nữa, 1 căn nữa là 8 à 5. Đây, đều thu mua sắt vụn. Ôi giời ơi,
Trang nhà ông này thu mua sắt vụn nhôm đồng thì sao? Đến là lạnh thế này thôi, chứ nếu mà mưa thì các bạn nhìn nó còn khiếp nữa. Mưa đây nó còn tiêu được. Đây có nhà ông hoa giấy bên tay phải nữa làm. Nói chung là nếu mà dành cho những người già về đây ở thì tốt, nhưng mà ở đây lại không có chợ, cũng chẳng có chỗ kinh doanh mua bán ấy, thì anh em ở thì cũng dở cơ. Ở cũng dở cơ. Về không khí thì không có gì chê ở Hạ Long rồi, nhưng về mặt đầu tư là anh em có phải xem xét lại nhá. Đây đi toàn bộ một phòng cho anh em rồi đấy, cả bên trong cả bên ngoài đấy. Nhà rất đẹp. Đấy, đi một vòng nhờ. Ôi, ngày xưa mấy bố mua gần vòng nước đây, giờ để không. Đây bán nhà tóe loe này, này. Được một nhà hoạt động bán cái gì đấy, bán vật liệu các bạn ạ. Đấy, những ông mua cái này đây, đẹp chưa? Xuống mà ngắm. Nước thì ngày lễ phụt cho. Bây giờ nghỉ. Đây, căn này thì đang hoàn thiện. Bên tay phải đấy. Đây là trục đường đôi, có view vườn hoa. Ngày xưa cái tỷ lệ giá này chắc là cao hơn 10-15% ở các cái dãy khác. 10-15% các dãy khác. Mình không biết rằng những cái căn mà chưa hoạt động này có phải đóng tiền phí dịch vụ hay không, mình không biết. Hay chỉ những cái căn hoạt động mới phải đóng. Thì người ta mới dọn, nhưng không ai người ta dọn cho các bạn. Nếu đông thì có sẽ có ban quản lý cư dân, nhưng bây giờ chưa biết là đông hay vắng. Nói chung là khoảng tầm 10% các bạn. Nếu mà 300 căn thì được khoảng tầm 30-40 căn về ở, về khai thác ở hay không thì không biết. Đây các bạn tự nhìn. Ở đất bên tay phải lại cắt ra lại bán tiếp, bán dần. Còn bao giờ bán thì chưa biết. Đấy là toàn bộ những cái không gian của những cái shop house xung quanh dự án BIM ở dưới bãi cháy. Thế cứ đi khảo sát cái này cả thấp điểm cả cao điểm, ai người ta lòe được không? Nếu mà anh em lười. Đây cái chỗ này nhìn thấy cái đầu chờ của đường không? Thế cái hồ mà đang có cái cấm đổ rác ấy kìa. Mai kia chỗ này lại xây tiếp. Nhìn đâm thẳng sang cái chỗ cống bên kia kìa. Đấy, đường đâm sang bên đấy đấy. Nên ngày xưa mình lên một cái video ở chỗ này là cái bèo ấy, bây giờ đỡ rồi. Nhưng mà lại xây tiếp, nên mấy ông này ngày xưa, nên là mấy ông bên hồ villa là ngày xưa mua là view hồ này, mặt hồ này. Mà mặt hồ này là phải trả giá đắt này. Xong mai kia nó xây cái mặt trước mặt nữa là thành mặt đít nhau, hai thằng chiếu tướng. Hai thằng chiếu tướng nhau. Đây mặt hồ đây. Đều thấy biển bán nhà thôi. Đấy anh em tự cho một cái lời bình khi các cái chủ nhà mua ở đây, gia chủ mua ở đây thì cái cửa nào để người ta lên giá vốn, cửa đánh sóng hay cửa dòng tiền hay cửa câu chuyện thực sự hay là câu chuyện chỉ là thổi thôi. Rồi xin chúc tất cả anh em đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu mọi người muốn mình tư vấn về điều gì thì mọi người comment bên dưới. Một là đăng ký gói tư vấn, hai là các bạn có thể order khi muốn mua các cái bất động sản mà muốn mình góp ý và chia sẻ cho các bạn cái kế hoạch đầu tư, và các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn hãy đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại.